Gia đình cô chú anh chị nào mà có em nhỏ ở trong nhà nhất là mới sinh một vài tháng tuổi thì chúng ta rất nên có những cái gói lá tắm này để ở trong nhà nên có một vài cái gói lá tắm tại vì là nó rất là quan trọng khi mà em bé mà đang bị nổi các cái mụn ni ti ví dụ như rôm sảy hay là các cái mụn ngứa đấy thì chúng ta tắm cái này là nó đỡ hẳn gần như là nó hết sau một vài ngày chúng ta tắm thậm chí đến ngày thứ ngày đầu tiên đến ngày thứ hai là chúng ta đã thấy kết quả rồi tại vì bản thân ở gia đình mình con mình cũng còn nhỏ cũng mới được có mấy tháng thôi trước đây khi mà lúc sinh đấy thì cháu mới được vài ngày tuổi thì đã bắt đầu cái cái lúc đó là nóng và đã bắt đầu có hiện tượng rôm thì mình cho con tắm cái này làm cái lá tắm cho bé của dân tộc dao đỏ này cái này nó có mùi thơm và nó trị ngứa và trị những cái mụn nhỏ ni ti cực kỳ tốt ở em bé và nó lại thơm nữa tắm cho con á thì chúng ta tắm cả người cả trên đầu luôn là gội đầu cho bé thì nó vừa thơm lại vừa tốt cho bé cái này nó giúp điều trị rôm sảy này mụn nhọt mẩn ngứa mề đay giúp phòng trừ phong nghĩa là trừ gió đấy hoặc là tiêu giúp tiêu viêm sát trùng và kháng khuẩn là tốt thì mỗi một gói như thế này thì bên mình đang đóng ví dụ như gói này là 500g cái thành phần của nó sẽ bao gồm Kim Ngân xài đất lá khế và kinh giới cùng với một vài các cái vị khác nữa khi mà chúng ta tắm cái nước này cho bé đấy thì còn giúp giải cảm và tránh cúm khi mà ở trong cái mùa lạnh này nghĩa là trong cái mùa nóng thì nó giúp chị rôm sẩy rồi các cái mụn do nóng còn đối với mùa lạnh thì nó còn trị về cảm cúm nữa Ví dụ một cân bao gồm hai gói như thế này thì chúng ta sẽ chia làm 5 lần đun nước cho trẻ nhỏ và chúng ta đun sôi khoảng tầm 15 phút sau đó thì đổ ra chậu và thêm một ít muối trắng đợi khi nước nó ấm hoặc là chúng ta có thể pha thêm nước để cho nước nó ấm và chúng ta tắm cho bé thì khi mà chúng ta tắm đấy thì cái nước này nấu ra nó cái màu của nó sẽ màu vàng đậm nhé và chúng ta tắm thì uh, khi mà đun lên đó thì là ví dụ như nhà ba tầng chẳng hạn đun từ dưới tầng 1 là tầng 3 cũng ngửi thấy mùi thơm rồi. Và khi mà tắm cho bé thì thậm chí ngày hôm sau hôm sau nữa là chúng ta vẫn còn ngửi thấy cái mùi thơm của cái dược liệu này. Ở khi mà chúng ta đặt uh, chúng ta ngửi ở ở cái đầu của bé hoặc người của bé thì vẫn còn cái mùi thơm, cái này nó rất là thơm, cực kỳ thơm. Và đây hoàn toàn là các cái vị dược liệu của Việt Nam chúng ta nó rất là quý nhiều người không biết đâu. Nhưng mà ở nhiều vùng quê thì những cái vị ví dụ kim ngân xài đất lá khế kinh giới này thì lại rất là nhiều thì mọi người có thể hái mà chúng ta phơi khô để đó tắm dần cho bé. Còn những cô chú anh chị nào mà vùng mà chúng ta không có hoặc là ở thành phố đấy thì chúng ta có thể uh, mua cái khô này. Uh, mỗi một cân lá tắm bé này thì chúng ta sẽ sử dụng được 5 lần, chúng ta chia 5 lần ra chúng ta nấu À, cái giá thành của một cân hai gói này sẽ là một trăm bảy mươi đồng cho một cân và chúng ta chia làm 5 lần thì có nghĩa là mỗi một lần nấu như vậy thì sẽ trung bình rơi vào khoảng ba 000 bốn nhưng mà không phải ngày nào chúng ta cũng nấu cho em bé tắm mà cứ vài ngày có nghĩa là như như gia đình mình sau khoảng bốn đến năm ngày thì chúng ta sẽ tắm cho bé một lần tùy theo nha ví dụ chúng ta thấy cái tỷ lệ rôm hay là bé có những cái triệu chứng ngứa mẩn ngứa hay là mề đay hay là Uh, nhiễm khuẩn hay gì đó thì chúng ta tắm nhưng mà trung bình như nhà mình thì cứ khoảng năm ngày thì sẽ tắm cho bé một lần và tắm nó rất là thơm rất là tốt thì cô chú anh chị nào có cái nhu cầu về nó tắm cho bé những gia đình cô chú anh chị nào đấy mà có em bé thì rất lên có một vài gói này ở trong nhà nhà mình thì lúc nào cũng có gói này tại vì con thì con đang còn nhỏ đó. 170 000 đồng cho một cân gồm hai gói như vậy thì cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ đặt hàng theo số điện thoại mình đặt trên màn hình ở đây 0971 85 8832. số đó mình có Zalo và có cả Facebook luôn thì mọi người có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp ở trong Zalo Ok xin kính chính kính chào cô chú anh chị giá thành mình sẽ để ở dưới phần mô tả ở đây mọi người có thể xem ở phần mô tả Kính chào cô chú ý chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.